Circus Circus của Reno vẫn mở cửa. Rồi mấy nhóc chơi game. Đông người lắm nhưng mà cũng rất là vui. Tụi nhỏ, cho tụi nhỏ chơi một chút. Nói với mình đâu có được đi chơi Chuck E. Cheese đâu. Mình đâu được đi nữa. Đó. Em đang bỏ banh vô cái lỗ rồi coi coi đứa nào đi thắng trước. Cởi lạc đà, cởi lạc đà. Một game 2 đồng. Mấy cái đồ chơi nè. Cởi lạc đà đi qua kim tự tháp. Yes. This is still blue. Yes. Đông người lắm nè. Chỗ này chỗ làm xếp nè. Yes, champ, champ. Yes, để chiến thắng. Chấp hình. Chỗ này là đổi quà. Sau khi chơi mà được nhiều ticket rồi đến đây đổi quà. Này là mấy em nhỏ mà vô đây gọi là lạc lối luôn, không biết đường về đó. Này ở trên thì người lớn chơi casino, sòng bài của người lớn, có nhà hàng, có đủ thứ hết. Còn nít thì chơi game. Đấy. Giống như là cái ở trong local thì mình chơi Chuck E. Cheese. Vô đây thì con nít nó chơi nhiều hơn. Đó. Mấy anh em chơi đó. Anh hai thích chơi này lắm nè, đó. Xưa đem tiền cắt lên đây chơi, bây giờ là phải bỏ tiền rồi nạp vô cái thẻ chơi không à. Chơi rồi thắng rồi được đồ chơi. Đổi ra đứa vài chục đồng chơi cho vui. Cho đứa 10 đồng 20 thì cho nó chơi đi. Cho đứa 10 đồng 20 thì cho nó chơi. Thank you.
là đặc biệt của con nít. Bữa nay người ta không có làm xiếc. Hôm nay đi vô casino circus này ai cũng đeo mặt nạ hết, mask hết. Đó. Rồi bữa họ làm xiếc chỗ đó. Hôm nay không có xiếc nữa đó. Vô đây rồi mua thẻ. Đây là casino, có restaurant, có casino, có đủ thứ hết, có gift shop em hết. Hello V. Dừng lạc á. Nắm tay cho em, đi chung với nhau. Kéo chung với nhau. Đi chung với nhau, đi chung với nhau. Cũng đông, đi vô bên đây rồi cũng đông, cũng nhiều con nít lắm. Đó. Mấy cái máy này bỏ vô hồi bao nhiêu tiền cũng không đủ hết trơn á. Một game là một đồng nè. Bỏ vô rồi nó gấp. Này là vô đây ngồi là nhanh lắm. Nhanh lắm, mấy chục đồng là không đủ. Này là cái gì, 200. Rồi xong mất hết đồng. Cái này mình muốn lấy tiền của người ta không có dễ đâu. Ta được 24 tiết kẹt nè đó. Bỏ đồng bạc lấy được 25 tiết kẹt. Rồi lấy tiết kẹt chưa? Bấm cho. Rồi nó nạp vô thẻ lại à. Còn là máy không à. Mỗi em bỏ tiền chạc ở trong cái thẻ rồi cứ quẹt qua quẹt lại hồi là bao nhiêu tiền cũng không đủ hết. Đó, một game quẹt có chừng 30 giây thôi là 1 đô, 2 đô. Cho chừng 10 đồng một em thôi là vui chơi là đủ rồi, chứ còn nhiều nữa là coi như không bao giờ đủ. Vô đây là không có điểm dừng. Superwoman. Đó, bỏ thẻ vô, quẹt.
quẹt qua quẹt lại. Chị em đâu? Đây. Đây mày chơi game gì đây? Đó.